cùng chung tình cảm, trách nhiệm hướng về miền Trung ruột thịt. Từ ngày 26 tháng 10 đến nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc quân đoàn 2 đã hành quân thần tốc vào vùng tâm lũ, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Cách đây 46 năm, quân đoàn 2 chính thức thành lập tại xã Ba Lòng, huyện Đắk Cờ Rông, tỉnh Quảng Trị. Khi biết tin địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã thành lập đoàn công tác trở về với đồng bào, đóng góp một phần công sức của mình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tri ân vùng quê cách mạng. Chúng tôi sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối, sớm giúp nhân dân huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, nơi quân đoàn 2 ra đời, ổn định cuộc sống. Dù đóng quân ở rất xa vùng bị thiên tai, nhưng trong thời gian ngắn, cán bộ chiến sĩ đoàn công tác đã có sự chuẩn bị chu đáo, kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men, quyên góp quần áo, tặng quà các gia đình chính sách khó khăn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí và trao tặng tiền mặt đến hơn 800 hộ gia đình với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt. Qua kênh Hội Phụ Nữ, chúng tôi phát động toàn thể chị em tích cực, chủ động, nhiệt tình tham gia cùng với cán bộ chiến sĩ quân đoàn. Chúng tôi coi đây như là một mệnh lệnh từ trái tim. Chỉ có 2 ngày mà chúng tôi đã huy động được trên 8.000 bộ quần áo và rất nhiều những các cái mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh các hoạt động giúp nhân dân, cán bộ chiến sĩ đoàn công tác đã khẩn trương thu dọn hàng chục mét khối bùn đất ra khỏi khu vực sân trường tiểu học An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, tổ chức tẩy rửa, vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các lớp học, giúp nhà trường củng cố phần lớn trang thiết bị, dụng cụ học tập bị mưa lũ gây hư hỏng. Nhân dân của địa bàn xã Ba Lòng nói chung thì là có đến 352 hộ bị ngập lụt trên tổng số 889 hộ dân của xã Ba Lòng. Thì đấy là cũng một cái ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì được sự quan tâm của quân đoàn 2, cán bộ và chiến sĩ quân đoàn 2 đã là có mặt tại địa phương để hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả sau lụt bão. Và chúng tôi nhìn thấy rằng thì đây là một hoạt động rất là ý nghĩa và là tô thắm thêm tình quân dân của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn xã Ba Lòng. Tôi cũng rất biết ơn đến các đồng chí trong quân đoàn 2 đã giúp đỡ cho bà con Ba Lòng. Riêng gia đình tôi cũng để khắc phục khó khăn sau bão, sau lụt. Xin chân thành cảm ơn. Thần tốc trở về Quảng Trị giúp đỡ đồng bào sau cơn lũ dữ, đoàn công tác quân đoàn 2 đã hành quân vào vùng tâm lũ miền Trung, đúng thời điểm người dân đang gặp vô vàn khó khăn, vất vả sau trận lũ lịch sử. Tình cảm trách nhiệm ấy của các anh sẽ mãi in đậm trong lòng người dân Ba Lòng, người dân miền Trung. Đó cũng chính là mệnh lệnh trái tim của cán bộ chiến sĩ quân đoàn 2 với người dân miền Trung bị bão lũ thiên tai.